Hiện nay, mỗi ngày Đà Nẵng có hàng ngàn ca mắc COVID-19 khỏi bệnh nên rất đông người dân đến các trạm y tế làm xét nghiệm và các thủ tục hoàn thành điều trị để hưởng chế độ theo quy định. Để tránh tình trạng quá tải uồn ứ thì lúc này cần phải có biện pháp linh hoạt phù hợp thực tế để tránh tập trung đông người. Từ sáng sớm, nhiều trường hợp F0 đã có mặt tại trạm y tế này để lấy mẫu test nhanh sau 7 ngày cách ly điều trị tại nhà. Lực lượng y tế mỏng trong khi người dân tập trung đông đã khiến nơi đây quá tải. Cách ly tại nhà 7 đến 10 ngày, sau đó là lên đây nhận giấy hoặc là cách ly. Đương nhiên thì cái việc mà trong cái thủ tục mà nhận giấy này nó hơi lộn xộn do bà con thôi. Tức là mọi người đều dán giấy là xếp hàng nhưng mà cuối cùng bà con là ai cũng nôn nóng hết. Quá tải là thực tế chung hiện nay tại hầu hết các trạm y tế xã phường khi số lượng F0 tăng nhanh trong thời gian ngắn. Trung bình các trạm y tế phường hiện quản lý khoảng từ 3 đến 5.000 F0. Hàng ngày mỗi trạm y tế phải thực hiện cấp khoảng 200 đến 300 giấy hoàn thành điều trị cách ly tại nhà và khoảng 200 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Có áp lực thì bệnh nhân hiện tại thì rất là đông, nhân lực thì là ít nên sẽ đo tình trạng là quá tải. Trước thực tế F0 tập trung đông để giải quyết thủ tục hoàn thành điều trị, theo chỉ đạo của ngành y tế, hiện nay nhiều đơn vị đã linh hoạt giải quyết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để người dân đăng ký trực tuyến cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Hay như tại trạm y tế phường An Hải Bắc, việc hẹn giờ đã tạo thuận lợi rất lớn cho người dân và không gây ùn ứ. Đủ 7 ngày thì hướng dẫn họ xét nghiệm lại, họ tự xét nghiệm, làm mẫu thì gửi cho bệnh nhân nhìn vào tại đó và thực hiện và quay video lại và gửi lại cho các bạn quản lý khu vực. Nếu như xác định dương tính, âm tính thì đã hoàn thành điều trị. Ở địa phương thì có 5 khu vực thì chúng tôi chia ra khung giờ từ 5 giờ đến 6 giờ là khu vực ví dụ như là An Cư, từ 6 giờ đến 7 giờ thì An Hòa, thì chia ra từng khu vực hạn người dân tới, thì cái việc chia khung giờ nó ra thì không bị ùn tắc cũng như là không có gây phiền hà cho người dân trong quá trình xử lý về thủ tục giấy tờ. Cái việc hạn giờ của trạm y tế là việc làm hết sức khoa học, giúp cho người dân chủ động trong việc đến test lại COVID một cách nhanh chóng và tránh tình trạng ùn ứ. Với gần 2.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, theo dự báo của ngành y tế thì Đà Nẵng sẽ đạt đỉnh dịch trong tháng 3 này. Việc bổ sung lực lượng cho y tế cơ sở là yêu cầu cấp thiết lúc này để đảm bảo cả hai nhiệm vụ quản lý điều trị F0 tại nhà cũng như giải quyết các thủ tục hành chính liên quan cho người dân.